Mát quá. Đúng là giờ này nước nước cao lên ngập lên cái bực thềm ở dưới này luôn, nước lên cao đó, hoa đăng. Đây là thành phố Cao Lãnh, nơi diễn ra là tuần lễ văn hóa du lịch Việt Nam. Đây là thành phố Cao Lãnh, nơi đang diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp 2019. Hoa sen. Hoa sen, hoa đăng trôi, có cá nữa bạn, nó gần gần sống đó, hoa sen trôi đó. Mình đang định cố định camera đó, hoa sen đang trôi. Hoa sen đang trôi đó các bạn. Hoa sen thanh tịnh. Mười lăm, mười sáu. Trăng tròn. Hoa sao. Mình đi cầu Cao Lãnh, mô hình hôm trước nó đặt trên đây, nay hôm trước là cái mô hình cầu Cao Lãnh là đặt ở cái gian hàng bán ở phía mà trưng bày sản phẩm bán. Giờ mô hình đã được đặt xuống nước, mô hình cầu Cao Lãnh. Cái xuồng hôm trước là cái xuồng chạm vào
được xuống đây nè. Xe chạy trên phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An nhìn xuống là mô hình cầu Cao Lãnh. Còn mà đèn hoa đăng. Giờ này 10 giờ tối hơn rồi đó các bạn. Vẫn còn khách đi lại xem. Sớm thì đông lắm. Cầm điện thoại mà quay gì cũng sợ. Bây giờ muộn ít người. Nhìn lên phố cổ. Phố cổ Hội An nhìn xuống là hồ. Mình đi chợ ra nha. Vẫn còn người đi. Lần là xíu.